hiểu đâu sáng. Đi, nắng lắm rồi.
Em đi hai con nữa, em về thôi, hai con. Thank you.
chơi. Con đi làm cho, con đi làm sao để làm cho, con làm cái gì?
Đi ra đây. Vâng. Có rồi. Đi con ăn. Con ăn đi, ăn nhiều vào, cô thế? Con xin lỗi. Đã nghỉ từ hôm qua rồi. Đồ hư hỏng. Mất hết mặt ở hàng xóm này. Không từ nào diễn tả được nữa. Con xin lỗi mẹ. Đã hư hỏng. Con có bắt trai.
Bạn trai đâu, không thấy đưa về. Thế cậu kia là người như thế nào? Anh ấy mồ côi bố mẹ ở với bà, nhưng mà anh ấy tốt lắm. Anh ấy chăm lo cho con từ mọi thứ. Tuy nghèo một tí nhưng mà anh ấy chịu khó lắm. Mẹ thương con lắm. Thế làm như thế nào? Con bầu được mấy tháng rồi? Con bầu được 4 tháng. Đi thăm khám gì chưa? Con cũng đi khám rồi, em bé khỏe mẹ. Thế là tốt rồi. Mẹ thương con quá.
mẹ đi đâu? Quả này là mua anh tìm một quả gì mua cái quả 10.000
Không biết tôi ngồi thấy. Con sẽ ăn quả không? Ừ, đang bầu bì của con cánh làm việc nắng nhé. Ừ, nhẹ nhàng thôi. Thank you.
mẹ để con làm cho. Không, cần đâu mẹ không làm. Con ở về con đi nhận dâu của mẹ. Dâu ở đâu mẹ? Trong tủ.
Thank you.
Mẹ ăn nhiều rồi nhé. Mình còn nhiều vịt không nhỉ? Bia ăn đi. Ghế này sao ạ? Con chó này được ăn cháo năm người ta với mình này. Con ở tổng đấy thì ngày qua ăn cái gì? Anh lấy chúng tôi một ngày nào đi làm thì mua thịt về cho con, tổng bộ mua sữa với cả này, mua cả thuốc bổ, có hôm mua cả quần áo cho con. Cái gì thế này nó hay tầm không phải nói anh ấy chăm chỉ không may được. Ăn đi. Sợ gì kìa. Ăn đi. Ăn hết đấy mày, không tranh nhanh đi. Rất là nhiều, thoải mái ăn đi.
Có đủ rồi à? Nhưng con vừa mới vào làm được một lúc. Lắm rồi mẹ con này không được ngủ với nhau à? Mẹ chỉ sợ sau này con khổ. Con nghĩ quyết định của con là đúng đắn mẹ. À, thế là được rồi. Mẹ yên tâm. Lâu lắm con mẹ ôm mẹ. Con ngủ đi.
ăn sáng. Xong chưa? Đã xong rồi. Con ơi, giúp mẹ đi một bát. Mẹ ăn sáng nhé. Ăn đi. Tía đi theo mẹ đi thả bắt cá nhé. Vâng. À, mình với cha mẹ. Vâng, cá to lắm. Vâng. Con đi về nhà kéo dây đi, không mẹ đâu.
Nên quay. Con ăn gì? Như nhà mình tự trồng ngon như vậy. Các bạn phá cái từng chiều. Từ chiều cho mình được đi bắt. Có ốc không mẹ? Ốc cũng có, không có cá này. Thank you.
ถ้าปูนหลายตาก็ตาเดียวไม่ได้หรอกปูไปห้างเขาไม่มีขนาดที่ใหญ่เลยก็ต้องปูนแล้วเจ้าเช็ดมือเจ้าละหมดกันเรื่อยเจ้าจันน่าเป็นบ่ายเลยนะ70 bảy là 79 119,000 chặt farm đuôi tay em mài đầm cháo nữa nè ช่วยเนี่ยถ้าไปกลมปูนเนี่ยกลมปูนเนี่ยปูนมันมีเยอะอ่ะไปช่วยเถอะถามว่าชอบมันมีเยอะ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 
thì bao giờ mới đeo như tụi ha, bao giờ ngập thì bao giờ ngập khác, ôi nó bên, vịt thì bữa cháo thế, bao nhiêu xin nấp thì mình có đeo kiểu kéo mày cào, cái này á, dính vào cả xe rồi. Đẹp 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 mấy chép mà chép hồ bát hết rồi chép liu nhỉ rồi.
Thank you.
Con về chắc cũng được 3-4 ngày đấy rồi. Thế chắc ngày mai nó phải đi. Đi sớm thế. Lâu lâu mới về ở nhà 1-2 ngày xong hắn đi. Chắc con phải đi rồi mẹ. Con bảo là về 2 hôm thôi nhưng mà mấy hôm sợ anh ấy lo. Con đi mấy hôm xem sức khỏe, sắp xếp thời gian với bạn trai thì gặp mẹ lắm. Con ăn gì không? Để mẹ làm cho con đi theo. Không cần đâu mẹ. Mẹ ta không.